Thưa các anh chị, ở trên tay cháu Lực là cái gian hàng nho nhỏ mà hiện tại cháu Lực đang bán ở trên kênh. Những cái mặt hàng cháu Lực bán ra ở trên kênh đều 100% hoàn toàn là tự nhiên. Ở đây thì có gồm có mật ong rừng, mật ong khoái và mật ong bạc hà, thìm chè sa tuyết của Thu Hạ Giang và hạt dổi. Mật ong thì có công dụng là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp giấc ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho gan và làm giảm viêm họng, chống lão hóa, tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, ốm nghén cho ba bầu. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất nhiều. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nọ thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà Phạm có gửi cho cháu Lực là 300 đô và nhờ cháu Lực là đưa các em đi chợ phiên các bác. Hôm nay thì cháu Lực cũng hôm nay thì không có chợ phiên cho nên là thức ăn của các em cũng hết rồi, cho nên là cháu Lực sẽ cùng em Sử là đi mua cho em Sử thêm trứng với lại gà nữa. Đấy, đủ 2 cây đi. Hải thì vừa đi học về à? Không, ô đâu rồi? Sáng nay bé thì em không cầm ô rồi. Mua bé không cầm ô à? Con chào quý ông bà, quý chú, chị. Đấy rồi, chưa ăn gì đâu đúng không? Chưa ăn rồi. Thế thì một tí là đi ăn phở luôn. Đấy, dây buộc vào đi, xong tí mới cầm được. Bây giờ thì phải tạm gác lại cái việc mà xây nhà các bác ạ. Trời mưa khá là nhiều các bác, mưa rất là dày luôn. Còn kèm theo đó là có cả không khí lạnh đổ về nữa rồi. Trứng này một quả bao tiền chị? Chị Mùi? 2.500 một quả. Hôm nay thì không ai mổ lợn nữa các bác, cho nên là mua cho Sử với lại mua trứng cho em trước đã. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Sự thì vừa từ trên nhà xuống luôn chứ? Vâng. Hay vừa từ trên nhà xuống thì cháu Lực gặp em ở quán thì bảo em là đi cùng cháu Lực để đi mua luôn. Hay một tí sẽ thì đi mua thêm gà nữa nhá. Vâng. Ở nhà thì mì chính, xà phòng thì còn không? Có á? Nhà vẫn còn à? Rau gội, rau giếc thì còn không? Có ạ. Có à. Ở đây thì cháu Lực đưa tiền cho em Sử thì em cũng tự biết là đi mua thức ăn về cho gia đình của mình luôn đấy cô bác. Hải thì sáng nay đi thì không cầm theo ô à? Không rồi. Đây, mấy anh em thì cũng đang chuẩn bị lên trên nhà của bác cháu đừng cô bác này. Cũng vừa mới gặp Sử luôn. Thì tiện thể là sẽ đưa Sử là đi mua gà luôn. Mua cho ông mấy gói bánh đi. Lấy bánh cho ông đi. Sử là đang chuẩn bị là đi chợ à? Nhưng mà xuống đây cũng chỉ là mua gì? Không mua gì đâu. Không mua gì á? Thế mà cũng bảo đi chợ à? Hay Sử thì xuống đây chắc là nhìn thấy gì thì mua từ đấy. Em thì hay xuống là mua cà mắm là nhiều. Các bác ở trên xá này thì đến ngày chợ phiên thì người ta mới mổ lợn. Lấy bánh à? Lấy bánh gói đây. Đấy, lấy loại bánh gói đấy cho ông. Hải đi chiều nay còn đi học nữa không? Có ạ. Có à? Thế thì một tí ở lại đây luôn à? Đấy, hôm nay thì cháu Lực với lại bạn Hiệu cũng không có nấu cơm, các bác đang chuẩn bị là di chuyển lên trên nhà của bác cháu xem là cái quá trình mà mưa dài ngày như này thì liệu mà những cái bức tường với cái viên gạch xi măng thì có bị ướt không?
Thế nghỉ học như này thì nếu mà không ra nhà anh ăn cơm thì ăn ăn cái gì? Ăn bún. Ăn bún á? Dạ. Ăn bún gì? Bún chua. Bún chua? Dạ. Bún chua như này thì một bát bao tiền? Một bát 5.000. Một bát 5.000 thôi á? Dạ. Ồ thế thì hôm nay không ăn bún chua nhỉ, nay ăn phở nhá. Dạ. À, xong chưa? Chị có em bát tiền cái gì? Hai trăm tròn à? Đây xử gửi tiền cho chị đi. Được chưa? Đây rồi đi. Hay cầm đi đi, cầm hay là để lại đây, để lấy được không? Tí mình có đi qua lấy được không? Để đi. Hay là để trong cổ xe, sợ tí nó đổ đúng không? Không thì gửi đây xong. Tí mình đi ra kia mua gà xong rồi qua đây lấy. Bây giờ thì xác là Sử cũng chưa có ăn gì đâu. Hải đấy công tế vừa đi học về. Hãy đi ăn đi. Là Hiệu đi trước đi. Đi gọi đi. Bỏ cái áo mưa ra thôi nhỉ. Con phở không bà? Cháu bốn bát phở ăn. Vâng. Thì làm cháu một bát là mang về nhá. Nhưng mà nước để riêng nhá. Đây có nguyên phở gà đấy nhỉ. Cái tổng hợp à? Vâng. Vâng. Em có ăn không? Dạ. Ăn. Bây giờ là. Ừ, nó là. Ra ngồi bên này đi, Hải em. Mình ở đông người ấy. Anh ngồi bên này cũng được mà. Để bọn em đông người ấy anh. Đông đây cũng ở trên xá thì như là chỉ có một cái quán phở này duy nhất thôi các bác ạ. Anh Hải thì đi học về cũng không có ăn cơm luôn, ăn bún. Từ trước đến giờ thì nếu mà không về thì toàn ăn bún à Hải? Thế đi học về ăn bún không đến chiều nhà ăn cơm? Thế buổi sáng là ăn gì buổi sáng ấy? Sáng thì ăn ở nhà. Nhà thì ăn cái gì? Cơm với thịt à? Là anh Sử đi chợ không về à? À, bây giờ thì hàng tháng đều được bà Phạm gửi tiền cho các em. Thì Sử cũng có tiền đấy để mà đi chợ nữa. Ông thì vừa rồi em xuống thì ông ở nhà làm gì? Ở nhà chăn trâu rồi. Chăn trâu à? Mưa này cũng chăn trâu à? Vâng. Tối qua ông ngủ lán không? Có. Có à? Ngủ cho nên là mình vừa để trông đúng không? Các anh thợ thì cũng đi về nhà làm chút việc đấy quá. Cho nên là cũng có bảo cho lực là em Sử lại gia đình hết rồi. Trong lúc các anh đi về thì em Sử với ông thì có thể là lên trên đấy ngủ lại và trông coi cái phần vật liệu luôn. Ở trên đấy thì bây giờ thì cũng không có lạnh mấy rồi. Bác Trần Thị Tiên là ông đó gửi tiền ra để mà mua nệm cho các anh thợ mỗi cái. Thì các anh cũng phải là nói chăn nấm nệm êm rồi các bác ạ. Bây giờ thì hiện tại là mưa như thế này thì các anh cũng không có tiếp tục để mà xây dựng các bác ạ. Nhưng mà trong quá trình mưa thì các anh sẽ lên trên nhà của bao cháu xem mà làm cái gì, các anh sẽ làm từ đấy để là mình đến lúc mà nắng thì mình sẽ làm luôn cho nó nhanh các bác. Dụ như hôm nọ là cháu được có đăng tải cái thước phim mà các anh thợ dùng hai cái sắt, ba cái sắt là dùng để mà cái phần trên cửa sổ ấy, nhưng mà cháu Lực cũng bảo với các anh rồi, các anh sẽ phải là đổ bê tông xuống để mà đặt lên trên các bác. Còn là bây giờ thì mấy anh em sẽ đợi phở chú tôi, mấy em sẽ đi về một tí thì mà mua phở về cho ông nhé. Đấy, phở này thì phải nói là ông Sử với Hải thì đi xuống chợ thường xuyên ấy, thì mấy ăn đấy hầu như là nếu mà tuần nào xuống thì cũng phải ở trong lặng lại về đúng không? Đấy, sau một quá trình mà anh cùng anh em ngồi đợi phở nói chuyện với nhau thì bây giờ phở cũng đã đến rồi các bác. Và cháu Lực cũng xin mời tất cả mấy ông bà của chú anh chị là cùng mấy anh em ăn phở. Cháu xin chào mọi người, quý ông bà cô chú anh chị. Cháu xin chào mọi người, quý ông bà cô chú anh chị. Có vẻ như là hôm nay cháu Lực cũng có đeo mic thì ra là các em sẽ nói chuyện hơi nhỏ một chút cô bác ạ. Bây giờ thì ăn thì cháu Lực sẽ không có kia đâu cô bác. Thế bây giờ thì có cả bạn Hiệu, bạn ấy đang cầm máy quay nữa. Thế
nên là thức ăn thì mấy anh em sẽ dừng cái điểm lại để đi ăn xong và di chuyển ra bên kia để anh em cô gà thì cháu được tiếp tục là ghi cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Thấy cái những thức phim hôm trước thì cô bác cũng đã biết rằng là mỗi lần cháu được đi mua gà thì là đều được bà An Phạm là gửi tiền cho để mua cho bao cháu. Thì ở đây thì khi mà cháu được nhận được tiền của bà thì bà cũng đã bảo cháu được như vậy thì cháu được mua theo ý của bà là mua gà lên cho bao cháu, vừa là để nuôi vừa là để bao cháu ăn cô bác ạ. Mua áo mưa đi chứ, quyết định. Này bây giờ đi học rồi đúng không? Thì đi ăn 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 đi. Hả? Ô xe có à? Nhưng mà ở đấy là ô của Sứ chứ. Đây là lấy ô của Hải, lấy một cái ô đi. Đi học mà buổi sáng chả cầm theo cái ô nào quá. Đến lúc mà nghỉ học thì phải cầm mưa đi ra bên này. Cái bây giờ đợi ô trong đi học đi. Ăn quả gì không? Đi ra kia uống nước không? Hả? Đi ra kia ngồi đợi anh nhá. Ngồi đây anh bên kia nhá. Rồi, cho ô đi. Đây lấy luôn, lấy của em rồi, của anh có rồi, anh lấy áo mưa rồi. Máy từ nhà xuống thì chưa có mưa mấy nhỉ. Bây giờ thì bắt đầu mưa to rồi. Bây giờ thì thôi tiện thể xuống đây là anh em mình đi mua gà luôn nhé. Cá khô để nhà còn đúng không? Ở nhà còn thì hết thì mua nhá. Của em một cái ô này áo mưa là bao nhiêu? Buộc vào không tí đi xe nó tung bung ra sao ấy. Hả? Giày cũng đi được mà, xỏ qua luôn. Ừ? Tiếp thủ bác ở lý cái nữ chứ. Nữ thó tu tiếp thủ là ô Sứ ơi, à Sứ ơi, em chạy đi ra nhà cô bên kia, nhà bác này lấy cái bát phở của đấy, anh bảo là tí mang về cho ông ấy. Đến về à? Vâng. Cái này là
Nhưng mà nước anh để riêng nhá, không thì nó trương hết anh ạ. Lấy gửi tiền trước nhỉ? Cái bát này gửi ra. À ok. Nhưng mà đây là dưa trên bình đúng không? Để cho hai quả dưa. Bây giờ thì đi mua quả cho ba ông cháu một chút của bác này. Nếu mà phải nói là đưa tiền cho ba ông cháu thì ba ông cháu không nhớ mà đi mua quả để ăn đấy. Sử quan Lê không? Hả? Ra đây. Đấy, bây giờ chuẩn bị đi học quá chứ. To lên. Nói là hôm nay khá là lạnh nhưng cô bác ạ. Ăn được bánh nào? Trường của em Nam Hải cũng là một đoạn ở bên kia thôi các bác, cho nên là em sẽ đi bộ đi luôn. À cái này là à, quên mất. Đây xử lên, treo phim. Rồi, chắc là mấy em sẽ đi chuyển ở bên kia mua gà, chắc ăn xuống mua gà nhé, thử nhé. Ô anh chị đâu về đấy? Ra chung lươn à? Thế bán em mấy con gà ấy? Vâng. Đấy em 4 con này. 4 con à? Vâng. Gà
Đây, đây thì cháu Đức cũng đã cùng em Sử là mua gà đây khá là nhiều lần rồi các bác. Mua đến nỗi mà chị chủ quán quen luôn rồi. Cái mọi lần mà cháu Đức đi mua gà thì đều được bà An Phạm là gửi tiền cho cháu Đức để đi mua gà cho ba con cháu của bác. Đấy, có những thức phim thì cháu Đức đi mua gà được em Sử thì cháu Đức sẽ ghi hình lại. Và có những cái thức phim mà em Sử tự đi mua thì cháu Đức không có ghi hình được các bác. Ở đây thì một tí nữa cái khoản mà của bà An Phạm là... khoản này là mua gà hết bao nhiêu và còn lại hết bao nhiêu thì cháu Đức sẽ để lại tiền cho em Sử để em ấy trong tháng thì em ấy sẽ đi mua thức ăn về cho gia đình cũng như là mua cho ông rồi mua cho em ăn hàng nữa. Hai ba một con rồi không chí nó nghẹo ấy. Hai con một dao nói nhiều ấy. Gà này bây giờ giá như nào rồi? Ôi, em lấy 4 con rồi, lúc nào Sử mua gì ạ? Lấy về nuôi chắc để sướng trước có mấy con này để trứng rồi ấy, nhưng mà có mấy con thì ăn rồi. Trong thời gian này thì nhà ba con cháu ấy, rất là may là cũng được bà An Phạm là gửi tiền cho đi để mua gà của bác. Trong cái quá trình mà ba con cháu là gặt lúa mọi cái thì không có phải mất tiền mua nữa. Bao nhiêu cân đấy chị? Tức là bao nhiêu cân đấy? Con này là 2 con này là 5 cân 7. Tiết ở trên vùng cao thì phải nói là bây giờ đang chuẩn bị bước vào mùa đông rồi các bác. Nhìn các bạn nhỏ đi học thì rất là thương luôn. Có những bạn thì còn đi chân trần thôi đi học các bác ạ. Phải không anh? Phải không? Tính đi anh ăn ăn. Tính đi. Em tính ra là 848. Đây là. Nào con mèo kìa. Có đâu? Trên này rồi. Vừa em vừa lên xuân xong rồi, vừa men phở xong rồi. Bắt luôn. Có chứ. Một lần nữa à? Hết rồi. Bây giờ thì chúng mình với lại bạn Hiệu với lại em Sử thì chúng sẽ di chuyển đi về thôi. Phở thì cũng đã mua xong rồi đây đúng không?
phải nói là trong thời gian này mưa khá là nhiều, thành ra là đường đi hội thái đi rất là khó cô bác ạ. Khi mà nếu mà bây giờ các anh thợ mà lên đây, trong có mưa lên đây mà mưa suốt thế này thì các anh thợ cũng không có dám xay. Rồi chắc phải đợi tầm độ nắng còn tầm một tuần nữa thì chắc là mới lại dám vận chuyển vật liệu được các bác ạ. Được hết không ạ? Được hết không? Quần thì hầu như là nó cũng thành váy, thành sắp thành váy đến nơi rồi. Còn gặp phởi á, phởi để anh Hiệu anh cầm đi. Có cái gì không? Đấy, phởi để anh Hiệu anh cầm đi. Rồi cho anh Hiệu cầm đi. Các bác ạ, đợi trời nóng, độ tầm 3 hôm thì là mới dám vận chuyển vật liệu vào trong này rồi. Dán để thay thợ là chắc là mưa mấy ngày liên tục thì chắc là cũng ướt hết rồi các bác ạ. Đường anh từng nghe để kê trước rồi. Ôi, con ngan của ai ở đây này? Ngan của ai ở đây này? Đúng kìa. Dán của các anh thợ là chắc là bị ướt hết chân rồi mà. Ông một chữ mưa này có đi chân trâu không? Mưa này có đi chân trâu rồi. Cái này lúc em xuống là đang đi chân trâu à? Ôi, ra rồi đấy luôn nhỉ. Ôi, ráo rồi phỏ. Ôi, ông nhìn con ra đây. Ôi, sao mày bên? Sao ra ra ha. Đây để đâu ấy, chửi để đây nhá. Chắc là sắp cháy rồi. Vậy sắp cháy thật rồi. Bỏ ra xử ơi. Đây, đây dây khỏi ra đây. Khổ. Đây, bánh nhỏ này đây. Con bạn qua đây rửa mấy. Ừ. Hầu như là quần áo
Còn mưa này các bác này, mỏng quá, anh em là rách hết rồi. Cứ lấy cái này, lấy hoa quả lên nhà đi. Xong rồi thả gà ra để chuồng đi. Cái ngôi nhà của ba ông cháu thì phần mái hiên của các bác này rất là thấp luôn. Đấy. Có những lần mà tớ không để ý thì cũng đã bị cọc đầu ở đây khá là nhiều lần rồi đấy. Thả hết là gà đi vào chuồng cái đi, bây giờ lấy quả vào trong nhà ấy. Ở đây thì đi mua đồ thì có được phải ghi giấy thì mới nhớ được cô bác ạ, không có nhớ. Cái gà thì hôm nay chỉ có mua 4 con thôi cô bác. Bà An Phạm cũng đã dặn cháu Lực rằng là mua cho ba ông cháu là 4 con gà với lại thêm hoa quả nữa. Mua thêm rủ các em đi ăn sáng nữa đấy cô bác. Đây nói là bà An Phạm rất là quan tâm ba ông cháu luôn cô bác. Hầu như là gà thì đều được bà An Phạm là mua cho tôi. Đấy, ở đây là không chỉ là mua để nuôi đâu mà mua để cho còn ba ông cháu là để ăn nữa cô bác. Đấy, như đàn gà đằng trước thì đàn gà trước mua thì ở phần phía bên kia các bác này, phần ra phía là sau bụi chuối bên kia. Bây giờ thì thả đi. Bây giờ thì mấy con gà đấy có thể là đẻ trứng rồi, còn mấy con này thì phải nuôi thời gian nữa. Đấy, chè đậy nó lại đi. Đấy, vừa rồi thì cháu Đức cũng đã cùng em Sư là đi mua gà này, mọi cái về cho ông. Đấy, vừa rồi thì cũng có các bác ra chơi ra nhà Sư là ngắm, vừa thứ nhất là ngắm ngôi nhà, xong là xuống đây là ngồi nói chuyện với ông luôn. Đấy, các bác này thì hôm đó là nhà của Sư đào phần nền nhà của bác, phải nói là gia hộ cũng rất là nhiệt tình các bác ạ. Bây giờ thì cho cháu Đức xin được phép là công khai cái khoản vừa rồi mấy anh em đi mua nhá. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực đi đâu mua hay là ăn uống thì cháu Lực cũng đã ghi lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi. Và bà An Phạm, nếu mà bà theo dõi được cái thức phim này thì bà cũng đã biết rồi. Và trong cái khoảng thời gian qua thì phải nói là bà rất là tin tưởng anh thì mới dám hàng tháng gửi tiền cho anh, để thứ nhất là để anh vừa mua cho em này, và thứ hai thì vừa trao cái khoản đấy cho em luôn. Đấy, hôm qua hôm nọ thì anh có nhận được một cái khoản là của bà An Phạm là gửi cho anh là 300 đô. Vâng. Đấy, và trong đó thì cho mấy anh em ở trong tem là kinh phí đổ xăng đi lại là 100 đô các bác ạ, và còn 200 đô còn lại thì là để cho ba ông cháu. Ở đây thì bà có dặn với cháu Lực là sẽ làm hai lần, là đưa Sử, lần đầu thì đưa Sử đi ăn, xong là đưa Sử đi mua gà hoa quả mọi cái là trích cái 100 đô để ra mua, còn là 100 đô còn lại thì đến cuối tháng thì lúc nào cháu Đức sẽ lại đưa cho em Sử cô bác ạ. Và hôm nay cháu Đức đi mua thì trong lúc mà đi mưa quá thì có mua cho Sử là một cái áo mưa là 30.000 và mua trứng là 180.000. Cái trứng thì mua 2 khay là 60 quả đúng không? Vâng. 2 khay là 60 quả và mua một cái ô cho em Hải để đi học là 70.000. Và mua một cái bánh cho ông là 40.000. Và mua tổng cộng tất cả 5 bát phở là 120.000. Và mua hoa quả là 100.000. Và mua gà là 898.000.
Đấy, tổng cái số tiền khoảng 100 đô đấy thì còn dư là 962.000. Thì bà cũng đã dặn với cháu Lực là còn cái khoản này còn dư bao nhiêu thì sẽ đưa cho em Sử để em ấy đi mua thức ăn cho về cho gia đình của mình, cũng như là ông này, em Hải này. Ở đây thì bây giờ Sử thì cũng đã biết đi xe, và từ đây đi xuống dưới đoạn đường kia thì em ấy cũng đã tự đi được rồi. Đấy, trong thời gian tới thì lúc nào em ấy đủ tuổi thì cháu Lực sẽ đưa em ấy đi làm bằng sau. Đấy, phải là mấy nữa mà đi làm bằng này, phải đi làm bằng rất là xa đấy. Đấy, còn hôm nay thì phải là tạm gác dừng lại cái việc mà làm nhà đó cô bác. Như lúc mà cháu Lực ở ngoài thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên cô bác anh chị đã cũng đã biết là đường mọi cái với lại thời tiết như thế nào thì cô bác cũng đã biết rồi. Đấy, bây giờ thì còn dư là 926.000 nhá. Đấy, ở đây thì nãy là anh rút ra khoảng 100 đô là 2.4 triệu. Đấy, đi cầu anh cầm ra đúng 2.4 triệu thôi. Và số tiền trên tay của anh là mua bao nhiêu thì nó còn dư ra bao nhiêu thì là ở đây rồi. Đấy. Bôi bôi tí nước bọt tí. 500 này. Đây là bao nhiêu? 200 thì 500 cộng 200 là bao nhiêu? 700 rồi đúng không? 800 đúng không? 900 đúng không? 50.000 đúng không? 900 dưới rồi. 950.000. 950.000. Đúng. Đây là 5.000. Đây là 10.000. Đấy, chỗ đây là bao nhiêu? 960.000 đúng không? Đây là 2.000 nữa. Là 962.000 nhá. Đây ở đây thì phải nói là cháu Lực đi mua thì mua nhiều đồ quá thành ra là cũng sợ là quên. Mỗi lần mua thứ là cháu Lực đều ghi ra giấy luôn. Đấy, và số bây giờ thì anh cũng đã trao cho em là cái khoản là còn dư 962.000 đúng không? Đấy, mấy nữa thì lúc nào mà hết thì anh sẽ mới lại mới đưa thêm cho em. Đấy, những cái khoản này là được bà An Phạm là bà gửi cho bao cháu em nhá. Em còn biết bà An Phạm không? Có à? Phải nói là bà An Phạm rất là quan tâm tới bao cháu luôn các bác. Kể cả bây giờ này, những cái vòng tay em Sử đang đeo này, bộ áo, giày, quần thì đều là bà An Phạm gửi cho cả. Đó, em phải biết ơn mà ai đã giúp đỡ mình trong cái quá trình biết là mình khó khăn như thế này nhá. Thấy bà An Phạm thì phải nói là bà chỉ theo dõi qua những cái thước phim mà anh đăng tải lên thôi, nhưng mà bà rất là quý em. Đấy, quý em với lại quý ông với lại Sử Hải nữa. Đấy, còn cháu Lực cũng xin được thay mặt bao cháu cũng như là cháu Lực nữa gửi một lời cảm ơn và lời chúc tới bà An Phạm. Chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà rất là nhiều. Bà phải nói là bà cũng có nhắn tin riêng cháu Lực, chúc cháu Lực tất cả mọi cái bà đều cầu may cho mấy anh em trong tem cũng như cả ba ông cháu nữa. Xin cảm ơn bà rất là nhiều. Hay còn đây thì còn mua ra bao nhiêu thì anh cũng cho em luôn nhé. Đấy, bây giờ thì em chuyển một lời cảm ơn tới bà nhé. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền mua gà với cho tiền mua thức ăn cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Ở đây thì tiền này không phải là để em đi chơi nhá. Nếu mà một khi mà anh đi ra ngoài kia anh biết là em mang tiền này đi chơi hay là này cái là lúc đấy là anh sẽ bảo bà An Phạm là không có gửi cho em đấy nhá. Đấy, em phải nhớ được rằng là phải nói là khi mà mình có tiền thì là con người của mình sẽ thay đổi. Nhưng mà em cũng phải luôn nhớ rằng là gia đình mình như thế nào thì mình mới thay đổi được nhá. Đấy, ở đây thì em có tiền thì sẽ thay đổi những cái bữa cơm của em này. Đấy, và những cái bộ quần áo của em này. Đấy, thế là thay đổi như vậy là được nhá. Đừng có thay đổi đi theo bạn bè mà người ta biết em có xe rồi, có điện thoại này, có tiền này, người ta rủ dê em đi chơi mọi cái này nọ, xong này em nghiện lại em không có bỏ được đâu. Đấy, ở đây thì mỗi lần cháu Lực lên thì cháu Lực đều nhắc nhở các em Sử với Hải rất là nhiều vì cái điều này cả. Cháu Lực không muốn là các em sẽ phải là sai lầm một chút nào cả. Đấy, mỗi lần cháu Lực lên, mỗi lần cháu Lực ghi hình lên thì cháu Lực muốn là các em sẽ thay đổi một cái gì đấy ở cái video mà cháu Lực ghi hình lên cô bác. Ở đây thì mọi video cháu Lực đi vào làm, những hoàn cảnh nào làm thì cháu Lực đều làm mà thực tế cả. Cháu Lực không muốn làm như kiểu
Và cũng có rất là nhiều, có ba anh chị có nói với giáo lực rằng là trong thời gian qua như em Sử cũng có đi ra bên kia là có tiền này nọ mọi cái thay đổi, nhưng các bác, nhưng mà phải nói là khi mà em Sử về thì có những câu trả lời cho cháu Lực và cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rằng là em ấy đi ra đi bên kia là đi giúp người ta một cách là chính đáng và đi trả công cho người ta. Ở đấy là nó nằm ở cái tâm của em Sử, là ai có ơn với mình thì mình đi trả ơn cô bác. Thế còn bây giờ thì sẽ ngồi chơi với bạn, nói chuyện với ông một chút, với lại em Sử một chút, thì anh em mình lại lên trên lán của thợ xem là có bị ướt nhiều không nhé. Vâng. Đấy, phải nói là trời mưa trời lạnh như này thì khi mà chăn màn của mình bị ướt thì rất là tội cho các anh thợ cô bác ạ. Thì trời mưa các bác thì cũng chẳng có đi đâu cả, chỉ ở nhà là sưởi ấm thôi. Đây là trên vùng cao thì giờ đến mưa mưa và mùa đông thì rất là lạnh các bác. Sáng nay bắt đầu mưa nhiều chứ. Ô, bây giờ là chắc là phải tắm rừng rồi. Cái việc này xây dựng rồi. Nếu mà nó mưa phùn thì mình có thể xây được, nhưng mà cái lúc mà mưa rất là nhiều thì ra là mình không dám xây đâu. Xây thì sợ là cửa nó không chắc ấy. À đây là em chơi quay quay thợ rồi à? Vâng. Sử cũng biết là che cho các anh thợ, thành ra là như này là sẽ không có bị mưa rột nữa các bác. Đấy, ngôi nhà của 36 thì video như video trước thì cô bác cũng đã theo dõi rồi, rằng đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có gì thay đổi là nhiều đâu. Nếu mà như không có những cái trận mưa nào thì chắc chắn là sẽ thay đổi rất là nhiều, nhưng mà do là mưa thời tiết như này thì sẽ không có tiếp tục để mà tiến hành xây dựng được. Đẩy là hết ra. Ui, nước nhiều thế nhỉ. Hôm qua thì mưa rất là lớn đúng không? Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là đến hôm nay thì thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu thì vẫn chưa có gì thay đổi, khá là lớn rồi cô bác. Đấy, do là chưa có gì thay đổi thì cô bác cũng đã biết rồi, mưa rất là dày đặc cô bác. Hiện tại thì cháu Lực đang ghi hình thì mưa cũng rất là nhiều, mưa phùn nữa. Đấy, bây giờ mưa nhiều quá thì chắc là thế thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.